Chào các bạn, đây là mái tóc. Nhìn vô thì nó bình thường nhưng mà độ ra là nó bất bình thường. Hậu quả của nền công nghiệp tóc tạo lên cho bạn. Khi chỉ biết làm đủ thứ dịch vụ trên đầu khách hàng mà không nghĩ đến là tóc của khách hàng như thế nào. Giờ nhuộm nó rồi, có còn là những gì nữa không? Giờ phục hồi. Nếu các bạn muốn phục hồi một mái tóc, các bạn phải hiểu vậy nè. Trên đời này người ta chỉ cứu được những thứ gần chết trở thành những thứ bình thường, hoặc là những thứ đã chết là bỏ. Còn nếu như chết mà người ta phục hồi lại, đó là chẳng qua người ta ướp xác lại để sống tạm thời thôi, chứ không có cái chuyện là để cho nằm đó tạm thời thôi, chứ không bao giờ có cái chuyện phục hồi sống lại đâu nha. Chỉ có một phương pháp này là phục hồi sống lại nè. Cắt em ha. Tại sao mình phải để một mái tóc dài trong khi nó nhũn hết rồi? Và chị Thái sẽ cắt thành một mái tóc ngắn đẹp xinh cho bạn, dễ thương cho bạn nhé. Trước khi cắt tóc, Thái không cần biết là Thái sẽ cắt kỹ gì, nhưng điều đầu tiên Thái phải biết được cái khối tóc Thái sẽ làm gì. Cái khối tóc sẽ làm gì? Tóc của bạn người ta cắt cái mái quá sâu, đó cũng là một cái sai đấy em ha. Vì tức là khi mình cắt mái quá sâu nó sẽ mở ra ha. Bây giờ ta sẽ tạo cái khối tóc trước, điểm rơi nó sẽ chọn. Không có gì phải tiếc ha, mình đâu có nói gì đúng không? Các bạn thấy không? Mình đâu có nói thiệt là nhà phân phối là chính quyền. Các bạn nên nhớ khi người con gái để tóc ngắn, những điều các bạn cần lưu ý. Các bạn cần lưu ý cái mặt, các bạn lưu ý về phần dáng. Ai có những phần nó cổ đẹp, dáng đẹp, các bạn cắt để tôn những phần này ra ha. Gương mặt đẹp cũng nên cắt tóc ngắn, vì lý do là những tất cả điểm rơi nó sẽ rơi trên gương mặt của bạn, và bạn sẽ giúp được các bạn điều gì? Sẽ giúp được các bạn là mọi người nhìn vào nó sẽ có một điểm tập trung, họ không phân tán tầm nhìn. Và phần này phần mái ha, phần mái của người mà trước đã cắt như vậy là sai trong nguyên tắc của tóc ngắn nha.
đúng không? Chỉ cho 203 đi học đi. Nhiều cái vậy hả? Chất tóc đã được duỗi đơ rồi nha các bạn, duỗi chết luôn, duỗi nhũn luôn à. Chọn một giải pháp tóc ngắn là một giải pháp rất hợp lý cho người già, nhưng mà màu điểm vẫn còn tốt hơn là không còn giải pháp nào, mình không còn sự lựa chọn, mình mới chọn một giải pháp màu điểm. Nếu như nó có những sự lựa chọn tốt hơn cho khách hàng, người ta sẽ chọn lựa chọn tốt hơn cho khách hàng. Đẹp làm tóc tại một salon tóc khá đông tại Tân Phú. Đầu cổ cái này như vậy mà uống nhuộm tẩy gì lần ta được cái gì còn. Thấy vừa cắm qua đây rồi, cắm qua bên kia. Chúc mừng đã thực hiện thành công rồi.
Cảm ơn. Thank you.
người ta tự gắn cho mình á, mình chỉ đóng tiền thôi. Rồi, đây là sản phẩm rất là đơn cứng nha các bạn, rất là đơn và những và lấy lỡ máy phục hồi keratin xong làm lại màu của bạn, coi sản phẩm tự làm màu và màu chắc khỏe lên. À, tức là mình mua hàng qua thấy